bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hồ Lệ Thu, nữ ca sĩ ba đời chồng bị phản bội ngay đêm tân hôn và những góc khuất ít ai biết. Hồ Lệ Thu sinh năm 1973, cô là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt và hải ngoại thập niên 90 bên cạnh các tên tuổi lớn. Hồ Lệ Thu bén duyên với văn nghệ từ thời niên thiếu. Năm 1983, khi mới 10 tuổi, cô đã tham gia biểu diễn tại Nhà văn hóa thiếu nhi quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1991, cô thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và đoạt giải nhì. Năm 1998, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Hồ Lệ Thu. Cô cùng Kỳ Phương và Thúy Uyên lập ra nhóm nhạc Techno, chuyên theo đuổi thể nhạc đen. Sau màn ra mắt tại làn sóng xanh 1998, Techno ngày càng có nhiều fan hâm mộ. Hai năm sau, Hồ Lệ Thu tách ra hát solo, nhóm duy trì hoạt động với hai thành viên còn lại. Năm 1999, cô lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2000, Hồ Lệ Thu sang Pháp định cư và được Trung tâm Thúy Nga mời làm việc. Tên tuổi cùng sự nghiệp của Hồ Lệ Thu khá rực rỡ, nhưng đời tư của cô lại vô cùng lận đận với ba đời chồng cùng cuộc sống vất vả. Hồ Lệ Thu chia sẻ, lên sân khấu cô luôn mang lại cho khán giả sự năng động, tích cực cùng vẻ ngoài sexy. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, cô nhận mình là gái ngoan. Dù có nhan sắc sự nghiệp, nhưng năm 21 tuổi, cô quyết định kết hôn, sinh con và dành toàn tâm toàn ý bên cạnh chồng. Nữ ca sĩ tâm sự, nếu chồng không thích, tôi ở nhà, không có gì buồn phiền. Lúc đó mình ở nhà làm nội trợ rất giỏi. Dù vậy mình vẫn thèm hát, nghệ sĩ làm máu rồi. Cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài 2 năm rồi tan vỡ. Vì những bất đồng quan điểm, cô quyết định bế con ra khỏi nhà. Sau lần hôn nhân đầu thất bại, Hồ Lệ Thu đi hát trở lại, nhận tất cả các show lớn nhỏ để có kinh tế nuôi con và ở nhờ nhà anh trai chị dâu. Dù là ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô chấp nhận diễn ở các chương trình của huyện, xã với mức cát xê 18.000 đồng. Nữ ca sĩ bình thản nhớ lại, mình vẫn cảm thấy vui, thứ nhất là mình được hát và thứ hai là kiếm tiền bằng nghề của mình để nuôi con. Cuộc hôn nhân thứ hai, Hồ Lệ Thu kết hôn cùng người đàn ông Pháp, cùng chồng sinh sống tại một thành phố xinh đẹp và phát triển ở Pháp, nhưng cuộc sống của cô không hạnh phúc. Ở nơi đất khách quê người, sống cảnh chim chậu cá lồng, không có việc làm, Hồ Lệ Thu cảm thấy bản thân như ô sin khi mỗi ngày chồng đưa cho một khoản tiền đi chợ, thời gian khác không được ra khỏi nhà. Ngay cả khi cô giận, nhịn ăn, chồng cũng không quan tâm. Giọng ca Con Tim Dại Khờ xúc động nhớ lại khoảnh khắc đêm Giáng sinh. Con gái cô thích búp bê nhưng mẹ không có tiền mua tặng. Hồ Lệ Thu xúc động, cả cuộc đời Thu nhớ mãi lúc đó, cứ nghĩ tại sao mình khổ sở vậy. Là ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, làm ra tiền lo cho gia đình, bây giờ một con búp bê không mua được cho con. Sau này Thu mới quyết tâm phải làm ra tiền, không bao giờ để cảnh đó lại xảy ra lần nữa. Sau lần hôn nhân thứ hai đổ vỡ, lần thứ ba không tốt đẹp hơn khi cô bị lừa gạt tình cảm. Những ngày theo đuổi cô, người đàn ông hết lòng chăm sóc cả hai mẹ con, khiến cô cảm động. Nhưng người đó nghĩ Hồ Lệ Thu là ca sĩ nổi tiếng nên muốn dựa dẫm tiền bạc, kinh tế. Khi cưới xong, thấy mình không có tiền. Trong thời gian về Việt Nam chuẩn bị cho lễ cưới, anh ta đã đến với người con gái khác. Khi nhìn nhận ra được chân tướng của sự việc, Thu quyết định ly hôn. Cô nghẹn ngào kể lại. Hồ Lệ Thu tâm sự, dù trải qua nhiều sóng gió, cô vẫn đứng dậy, mạnh mẽ sống tiếp. May mắn hơn, con gái cô, Phi Anh rất hiểu chuyện, cố gắng học hành chăm chỉ, luôn bên cạnh an ủi động viên mẹ. Phi Anh tâm sự, từ nhỏ không được hưởng trọn vẹn tình thương của cả ba và mẹ, nên khi mẹ kết thúc cùng người khác, cô hy vọng cô được sự chăm lo từ ba. Nhưng trái với những gì mong đợi, cuộc sống gia đình chỉ toàn tiếng cãi vã của ba dượng và mẹ khiến Phi Anh thất vọng. Phi Anh tâm sự, ngay từ đêm đầu tiên qua Pháp, ông ấy dẫn tôi và mẹ đi ăn. Khi đi ngang qua một tiệm đồ chơi, lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi, đòi được mua đồ chơi. Những gì mình thấy ở những người ba khác là, con muốn mua gì ba mua cho con. Còn người này nói là, tôi chỉ cho số tiền chừng đây thôi, tự chọn đi. Chứng kiến mâu thuẫn giữa ba mẹ, Phi Anh từng thấy mẹ cầm dao muốn kết thúc sự
chứng kiến mâu thuẫn giữa ba mẹ, Phi Anh từng thấy mẹ cầm dao muốn kết thúc cuộc sống này. Dù hiểu mọi chuyện, nhưng bản thân cô bất lực, không biết phải làm gì. Cô nhớ lại, mẹ nhìn vào ánh mắt của một người mẹ thương con, khiến tôi nhớ mãi. Mặc dù mẹ đang rất tuyệt vọng, nhưng vì con, mẹ buông con dao xuống. Sau đó mẹ bỏ qua tất cả rồi tiếp tục cố gắng. Phi Anh tiết lộ, mẹ từng mắc bệnh nguy hiểm, gần như ung thư máu. Bác sĩ chỉ định phải nghỉ hát nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mẹ cô vẫn tiếp tục công việc để có tiền nuôi con. Khi đó Phi Anh cảm thấy bản thân là gánh nặng và muốn giải thoát. Nhưng nhớ lại ánh mắt của mẹ dành cho mình, cô gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực và sống tiếp. Ở cuộc hôn nhân thứ ba, Phi Anh khi đó đã lớn, hiểu chuyện và nhìn ra bản chất người đàn ông kia và kịch liệt phản đối. Hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn, to tiếng khi Hồ Lệ Thu nói: "Tại sao con không hiểu cho hạnh phúc của mẹ?" Phi Anh tâm sự, điều cô cảm thấy lo lắng là sự tổn thương của mẹ nếu tiếp tục đổ vỡ, khi đó chính cô cũng đau lòng. Cô từng giận mẹ, tại sao luôn cố tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi nhận về tổn thương. Phi Anh bộc bạch, lúc mẹ biết được sự việc, tôi chỉ thấy xót cho mẹ. Mình trách tại sao mẹ không nghe lời, có lẽ đã không khổ như vậy. Nhưng bây giờ tôi rất mong mẹ tìm được một người đàn ông tốt. Thời điểm tôi mong muốn có người coi mình là con gái qua rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn mẹ kiếm được người hiểu mẹ, yêu thương mẹ thật lòng là đủ. Nói về kẻ thứ ba, Hồ Lệ Thu cho rằng kẻ thứ ba chắc chắn có lỗi, tuy nhiên lỗi lớn nhất vẫn là người đàn ông. Lần đó ngay đêm tân hôn, khi xong việc vì quá mệt, tôi đã nghỉ ngơi, còn anh chồng bảo ra ngoài kiếm chút gì để ăn, vì trong tiệc không ăn được gì cả, giờ đói quá. Sau này tôi mới biết anh ta ra ngoài để gọi điện cho nhân tình. Khi biết chồng mình ngoại tình, tôi chỉ im lặng tìm đối phương và gọi điện thoại nói chuyện, khuyên đối phương từ bỏ quan hệ với chồng mình. Tôi không bao giờ muốn đánh ghen cả. Thứ nhất, tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng, việc đánh ghen chỉ hạ thấp giá trị và hình ảnh của mình. Thứ hai, không có lửa làm sao có khói. Người đàn bà có muốn mà người đàn ông không quan tâm cũng đâu có gì xảy ra được. Lỗi cũng do chồng mình, tại sao phải đi đánh ghen. Khi chuyện ngoại tình xảy ra, tôi thiết nghĩ người phụ nữ nên bình tĩnh xem xét mọi chuyện, đừng cứ đổ dồn vào kẻ thứ ba. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đàn ông ngoại tình. Có trường hợp người phụ nữ vì làm dâu, người phụ nữ vì làm vợ lâu năm mà quên đi việc chăm chút vẻ bề ngoài của mình, cứ lô thô lết thích, đầu tóc rối bù, không còn lãng mạn như xưa. Trong khi bản chất người đàn ông là yêu bằng mắt trước, họ ra ngoài thấy những cô gái xinh đẹp, thơm tho là dễ đổ ngã ngay. Có trường hợp người vợ ở nhà không còn ngọt ngào, nhẹ nhàng với chồng, trong khi ngoài kia, các cô dịu dàng, ngọt như mía lùi, nũng nịu như con mèo ngoan. Đàn ông vốn mạnh mẽ, thích chinh phục, thế là gặp các em mèo ngoan trái ngược với bà nhà, sao lại không đổ. Những trường hợp trên, tôi nghĩ người phụ nữ nên bình tĩnh nói chuyện với đối phương và tự phải chỉnh chu, sửa đổi bản thân. Đồng thời nên nhẹ nhàng cho chồng biết mình đã biết sự việc. Không ít trường hợp tôi mắt thấy tai nghe, các chị không chỉ giữ được hạnh phúc gia đình mà còn được chồng rất nể phục về sau. Với trường hợp của mình, tôi gặp ngay một gã sở khanh đào mỏ. Thật ra tôi đã cố gắng rất nhiều như nói chuyện với đối phương, nhắc khéo chồng, nhưng thật ra cả ông chồng và cô nhân tình đều có mục đích rồi. Cô nàng kia phản ứng trơ trẽn, lì lợm, một phần vì anh chồng tôi nổ quá. Vì thế cuối cùng tôi đã ba mặt một lời trong bình tĩnh, nhẹ nhàng rồi chủ động chấm dứt hôn nhân với kẻ sở thanh đào mỏ ấy. Mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng, tôi tỏ ra ung dung nhưng đau trong lòng. Với cô gái kia, tôi chúc phúc cho cô ta và gã sở khanh chồng cũ mình. Qua những thăng trầm, nói về hạnh phúc hiện tại của mình, Hồ Lệ Thu bày tỏ, hạnh phúc chính ngay giây phút mình đang sống. Nhiều khi ở nhà, Thu chỉ cần nấu một bữa cơm ngon cho gia đình, cho con mình là Thu cảm thấy hạnh phúc rồi. Mỗi khi thức dậy, Thu vẫn còn được thở, được mỉm cười. Đó là những giây phút mình được sống cho chính mình, đừng tìm những gì xa xôi. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.